những con tàu trọng tài lớn, trị giá từ vài trăm đến cả nghìn tỷ đồng, nằm chất xí tại nhiều vùng biển dọc từ Bắc vào Nam. Những cái tên như Speedy Falcon, Green Sea, New Sun, Sông Danh, Hoa Sen hay Sea Eagle đều đang cùng chung một số phận như vậy. Sau suy thoái kinh tế và sự phá sản của những tập đoàn, tổng công ty hàng hải danh tiếng, sự xuất hiện của những con tàu này ngày một nhiều. Không nhiên liệu hoạt động, những con tàu như tảng sắt nổi khổng lồ dập dềnh khắp các cảng biển giống như những con tàu ma. Sự tồn tại của chúng không chỉ trở thành mối nguy hại đối với an toàn hàng hải mà còn ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan khu vực. Chưa dừng lại ở đó, hàng chục thuyền viên có nhiệm vụ trông giữ những con tàu này đang sống trong tình trạng vật vờ vì không lương thực và điện nước. Không thể nắm chắc tình trạng của chúng sẽ kéo dài bao lâu, trong khi đó nó vẫn đang xuống cấp từng ngày, gây lãng phí tiền bạc của nhà nước. Và quan trọng, những con tàu tiền tỷ này đang trở thành mối hiểm họa, đe dọa đến an toàn hàng hải. Tàu Speedy Falcon của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam. Đã hơn một năm, con tàu neo đậu tại khu vực Hòn Miều, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, cách bờ 18 hải lý. Với trọng tải hơn 64.000 tấn, đây được coi là con tàu lớn trong số đội tàu biển Việt Nam. Speedy Falcon mang quốc tịch Mông Cổ và đã có tuổi đời lên tới 33 năm. Trong trào lưu mua sắm tàu biển, khi mà ngành vận tải biển còn phát triển cực thịnh như năm 2006-2007, thì nhiều chủ đầu tư đã mua về những con tàu được coi là siêu trường, siêu trọng, nhưng mà có tuổi đời đều xấp xỉ 30, công nghệ thì cũ kỹ lạc hậu và thậm chí là không đủ điều kiện đăng kiểm tại Việt Nam. Con tàu Speedy Falcon này cũng là một trong rất nhiều những con tàu hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng và đang nằm tại rất nhiều các vùng biển của Việt Nam hiện nay. Anh đứng ngay dưới đây là được. Thuyền trưởng con tàu cho biết, sau khi chạy được một chuyến hải trình sang Trung Quốc, Speedy Falcon đã neo đậu tại khu vực này từ tháng 11 năm 2011 đến nay. Mới đây, con tàu đã bị một ngân hàng trong nước tịch biên vì chủ tàu không đủ khả năng tài chính để chi trả các khoản nợ lên tới hàng tỷ đồng. Mà trong lý do chính là do những cái vấn đề về kinh tế, khả năng chạy tàu. Trong cái tình hình chung của cả cái đội tàu ở Việt Nam, chứ không phải riêng cái đội tàu của Falcon này, có rất nhiều chủ tàu phải dừng tàu lại, có thể thiếu nợ thì có thể thiếu cái kia. Tàu này chắc cũng trong một nguyên nhân đó. Nằm bất động hơn một năm trong tình trạng không nhiên liệu, Speedy Falcon giống như một con tàu ma. Chiếc phao cứu sinh duy nhất còn lại trên con tàu. Theo các thuyền viên thì không dám chắc là nó còn có thể sử dụng được vì lâu ngày không được bảo quản. Những nắp hầm hàng như được gắn chặt kiên cố, không thể dịch chuyển. Tời neo cũng chẳng còn hoạt động. Hệ thống đèn và còi cảnh báo an toàn cũng đã bị hỏng. Không còn hình ảnh những chiếc cầu xếp hàng từ xà lan bắt đầu mỗi hải trình. Chỉ còn khoảng không gian tĩnh lặng của con tàu giữa biển khơi. Các đèn này nhé, đèn này tông AB, đèn pha chiếu sáng bao nhé. Có mặt nhóm phóng viên, vị thuyền trưởng đã chỉ đạo anh em thuyền viên làm một vài thao tác để chứng minh con tàu vẫn còn chút sức sống. Cái tàu mà hoạt động thì con người ta vẫn luôn luôn người ta lắng nội kia, còn không hoạt động thì nói thật với lại cũng có thể có một vài cái chứ nó cũng không được duy trì thường xuyên như thế. Ngay từ chúng tôi cái dầu chạy máy phát điện chẳng hạn thì chúng tôi nhiều khi cũng phải tiết kiệm một giờ mà có máy, chúng tôi có ba cái máy phát điện. Nếu để tàu làm việc chúng tôi phải dùng ba cái máy phát điện. Mỗi một ngày một cái là hết một ngày hết khoảng 1 tấn 2 đến 1 tấn 4 dầu máy phát điện đấy nha. Cái máy chính đây hơn 15.000 mã lực, to lắm. Đấy, cho nên là chúng tôi phải tiết kiệm.
buộc làm công ty chứ phải không phải thuyền viên, phải tiết kiệm chứ thực chất là nhiều cái chi phí rất lớn để khấu hàm con tàu con người với lương đậu thì các anh các chị cũng biết là rất lớn. Cũng theo thuyền trưởng, từ khi chuyển đổi chủ sở hữu sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam, con tàu đang được sửa chữa để chuẩn bị mang đi bán. Bốn năm trước, ông Sinh là thuyền trưởng của tàu Phú Mỹ 2, được công ty Vinasin thuê lai dắt tàu sông Danh khi nó bị đứt neo, cách bến đò Lê Mười gần chục hải lý. Kể từ đó đến nay, con tàu nằm phơi sương phơi nắng trên sông Sài Gòn, ngay sau hành trình chở hàng từ Bắc vào Nam đầu tiên và cũng là duy nhất đến thời điểm này. Tôi làm cách đây 4-5 năm là tôi lai dắt cái tàu sông Danh vào mà tôi có đưa ra phao đó cũng nằm 4-5 năm nay rồi. 4 năm nằm bất động, con tàu đổ sộ giờ đã bạc màu. Không nhiên liệu hoạt động, nhiều bộ phận trên con tàu đã bị rỉ sét. Toàn bộ hệ thống mặt boong như những khối sắt vụn được nối với nhau bởi những sợi dây thừng. Con tàu hiện chỉ có một vài thuyền viên thay nhau trông giữ và họ cũng phải sống trong điều kiện hết sức khó khăn do nhiều lần cầu cứu đến sự giúp đỡ của những người dân làng chài Lê Mười. Cũng có cũng nhiều thủy thủ đi đò đưa ra vô cho mấy anh em thủy thủ cũng đi chợ búa hàng ngày vậy đó. Đò là lý này của sông Danh thôi, tôi biết rồi. Là con tàu lớn nhất Việt Nam hiện nay, tàu Green Sea của công ty vận tải biển Viễn Dương Vinasin Lines cũng có số phận như tàu Sông Danh hay Speedy Falcon. Với trọng tải 76.000 tấn, đây là con tàu được xưng tụng là lớn nhất Việt Nam. Nhưng đã vài tháng nay, nó phải neo đậu tại khu vực Hòn Nét thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nơi cách bờ đến hơn 20 hải lý. Green Sea mang quốc tịch Panama, có tuổi đời lên đến 30 năm và không thể đăng ký tại Việt Nam do quá niên hạn. Con tàu được tập đoàn Vinasin mua về từ năm 2007. Sau khi chạy được hai chuyến hải trình sang Indonesia thì đã quay về nằm bất động tại vùng biển này từ tháng 4 năm 2012 đến nay. Nhìn những hình ảnh này, khó ai nghĩ đó lại là con tàu hiện đại nhất Việt Nam. Toàn bộ hệ thống nắp van và ống dẫn dầu đã bị hỏng do lâu ngày phơi sương phơi nắng. Điều đó có nghĩa là nếu có nhiên liệu, con tàu cũng không thể hoạt động bình thường. Do không được bảo dưỡng, khắp mặt boong được bao phủ bởi một lớp sắt rỉ sét. Một hệ thống với hơn 10 trang thiết bị cứu sinh, cảnh báo an toàn của con tàu mang tầm quốc tế này đã không còn hoạt động. Con tàu này nó mà có dầu mỡ thấp thì là trang thiết bị và máy móc được bảo quản thường xuyên. Đấy, với lại cả boong này nữa cũng sẽ được bảo quản gõ rỉ với lại sơn sửa, nhưng mà với cái tình trạng hiện nay là không có dầu mỡ và vật tư với lại nói chung là rất nhiều thứ, cả tiền ăn với tiền uống sinh hoạt của anh em là công ty bây giờ là gần như là bỏ bê rồi. Bây giờ không có dầu thì anh em không thể bảo dưỡng máy móc được. Đấy, máy móc mà để lâu mà không chạy là rất là nguy hiểm. Con tàu một thời từng làm nên tên tuổi của tập đoàn Vinasin giờ như một đống sắt vụn. Xin nhắc lại, Green Sea là con tàu lớn, hệ thống trang thiết bị cảnh báo được coi là hiện đại nhất trong tất cả các loại tàu biển. Đối với con tàu mà như chị nói Green Sea đấy, thì chắc chắn là đấy là một cái tàu lớn, một cái tàu mà hoạt động trong mọi điều kiện, trong mọi vùng biển. Thì cái tính chất, cái quy phạm an toàn nó càng đặt ra nó khắt khe hơn rất nhiều. Thì tuy nhiên thì
Hiện nay thì tôi cũng được biết rằng là tất cả những cái phương tiện và trang thiết bị đấy hiện nay ở trên con tàu chúng ta cũng đang ở trong tình trạng là hết sức là cũ và không được sửa chữa bảo dưỡng qua một thời gian dài. Con tàu một thời từng là biểu tượng cho tiềm lực kinh tế lớn mạnh của ngành hàng hải Việt Nam đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng. Khoang máy dưới đáy thân tàu như khối sắt nằm bất động nhiều tháng qua. Máy chính vốn được tự hào là có công suất lớn nhất trong các con tàu biển với hơn 15.000 mã lực. 7 tháng kể từ khi neo đậu tại khu vực Hòn Nét, cũng chừng đó thời gian nó ngừng hoạt động. Như một mê cung nơi được coi là trái tim của con tàu, nhưng nay nó chẳng khác một cái hầm tăm tối. Xung quanh toàn là khối sắt đang dần hoen rỉ. Tìm đến kho chứa dầu của con tàu, nhiên liệu đã cạn kiệt. Điều đó có nghĩa hệ thống máy móc trên con tàu cũng bị ngừng. Để chạy được máy phát điện vài phút, anh em thuyền viên phải thay nhau vào lọc gạn từng giọt dầu đã đóng cạn. Tầm gần 7 tháng nay là máy chính là không có chạy gì cả. Và dưới bùng máy này là lúc nào cũng tối như thế này. Không có điện đóm gì cả. Và dầu mỡ thì là cũng chỉ còn một ít mà chúng tôi phải gạn từng tí một để chạy. Và hiện giờ bùn dầu trong dầu giờ là toàn có bùn thôi. Thì gạn một tí một để chạy để duy trì cái cuộc sống đây thôi. Câu chuyện về con tàu Speedy Falcon, sông danh hay Green Sea không phải là hiếm gặp trên khắp các vùng biển từ Bắc vào Nam. Chỉ tính riêng đội tàu của công ty vận tải biển Viễn Dương Vinasin Lines có đến 16 chiếc, nhưng một nửa trong số này phải dừng hoạt động, nằm rải rác khắp nơi, cả trong nước và trên thế giới. Những cái tên như sông danh, Green Sea, Diamond Way, Hoa Sen, Vinasin Atlantic, Hoàng Sơn 28, Sea Google, New Phoenix, hai hệ thống tàu chở xà lan đều đang rơi vào tình trạng nằm chờ chết. Theo một số chuyên gia kinh tế, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, thì số tàu chết sẽ không dừng lại, mà sẽ còn tiếp tục gia tăng. Trước hết là tôi muốn nói là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thì Việt Nam cũng không nằm ngoài cái bức tranh chung của nền kinh tế thế giới. Thì hiện nay thì có rất nhiều tàu và tàu biển là nằm lay up tại tất cả các cảng trên thế giới bởi vì do điều kiện kinh tế khó khăn, các chủ tàu không khai thác được. Làm nghề chài lưới, hàng ngày ra vào tại bến đò Lê Mười thuộc quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Như nhiều ngư dân khác, anh Linh chứng kiến sự tồn tại của con tàu sông danh trên bến đò này. Anh Linh cho biết đó là con tàu lớn nhất trong tình trạng không hoạt động đã neo đậu tại khu vực này vài năm nay. Thường cũng thường xuyên chạy qua đây, ngày nào cũng chưa cũng chạy đò ra sông nè, cũng có chạy qua đây. Anh cho biết là anh đã thấy con tàu này dừng đỗ ở đây lâu chưa? Có khoảng 2 năm mấy rồi chứ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chứng kiến con tàu lớn gấp hàng chục lần so với chiếc xuồng máy của mình, thân tàu bị hoen rỉ, hệ thống dây neo cũng chẳng còn an toàn khi vài lần nó đã bị đứt. Anh Linh không khỏi lo sợ và luôn giữ một khoảng cách xa khi phải di chuyển trên bến Lê Mười. Sông Danh là con tàu được đóng mới vào năm 2007, có trọng tải hơn 10.000 tấn, thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải Viễn Dương Vinasin Lines. Đây là con tàu chuyên dụng, được ca tụng là phương thức vận tải tiên tiến trên thế giới. Nhưng giờ, nó không khác một đống sắt vụn. Số phận các con tàu của Vinasin Lines không chỉ dừng lại ở đó. New Sun cũng là con tàu lớn, được đóng mới vào năm 2002.
con tàu hiện cũng đang phải nằm tại khu vực Bến Gót thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng từ ngày 13 tháng 3 năm 2012 trong tình trạng không nhiên liệu, không hệ thống cảnh báo an toàn trên biển. Sau cơn bão số 8 vừa qua, mặc dù có trọng tải trên 12.000 tấn, nhưng tàu New Sun cũng bị sóng đánh, trôi giạt và mắc cạn. Cái vị trí này, đỗ ở tại vị trí này nó cũng rất là nguy hiểm, tại vì nó là không phải là cái khu vực cho leo, cho tàu leo, nó bị trôi giạt vào đây. Nên cần phải có dầu mỡ để mà điều ra cái vị trí neo, và đấy là cái kế hoạch của công ty. Đấy, mình cũng mong muốn là như thế, chứ đỗ đây không có dầu mỡ, không có đèn đóm, nó rất là nguy hiểm, không có tín hiệu và có cái cần để liên lạc. Khi mùa này là mùa gió mùa đông bắc rồi và mùa cũng là mùa bão. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng đã nhiều lần gửi công văn, tổ chức các cuộc làm việc với chủ tàu để yêu cầu khắc phục các thiếu sót, đưa tàu vào khu neo đậu an toàn. Nhưng công ty vận tải Viễn Dương Vinasin vẫn không thực hiện các yêu cầu đó. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cũng cho biết vị trí tàu New Sun đang neo đậu hiện nay là nơi rất nguy hiểm, vì đó là khu vực giao nhau giữa luồng hàng hải và đường thủy nội địa giữa Hải Phòng, Quảng Ninh, nơi có rất nhiều tàu thuyền lưu thông. Cái vị trí tàu New Sun hiện nay nằm cạn thì ảnh hưởng chủ yếu đến cái tuyến đường thủy nội địa từ Hải Phòng đi Quảng Ninh và từ Quảng Ninh về Hải Phòng. Thế còn về tuyến luồng hàng hải thì không ảnh hưởng. Thế tuy nhiên do tàu New Sun thì cũng các cái nhiên liệu là không có, cho nên là về cái cảnh báo báo hiệu cho các cái tàu thuyền là cũng gây rất nhiều khó khăn cho các cái phương tiện qua lại khu vực này. Nguy cơ mất an toàn hàng hải đang trở thành mối quan tâm của nhiều người với những con tàu đang ngừng hoạt động như New Sun. Nằm ngay khu vực cửa biển của cảng Cẩm Phả, tàu Green Sea bành trướng giữa luồng hàng hải, nơi ra vào của hàng trăm tàu thuyền mỗi ngày. Sự mất an toàn hàng hải không chỉ liên quan đến con tàu, đến các thuyền viên, mà nghiêm trọng hơn, nó còn là hiểm họa đối với các con tàu khác di chuyển qua khu vực này. Con tàu hiện giờ là nằm ở ngay cái cửa ra vào của cái luồng Quảng Ninh này, mà rất là mất an toàn, bởi vì là buổi tối đến là tàu này không có điện, nên là các tàu khác đi vào mà không quan sát, không để ý là có thể đâm vào bất cứ lúc nào. Tàu ở đây là không chủ động được cái việc tắt sáng nữa rồi, vì dầu mỡ đã hết rồi. Vì đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, không hệ thống cảnh báo, không điện chiếu sáng, nên về đêm, những con tàu này chẳng khác những bóng ma lừng lững giữa biển khơi. Chưa nói vào thời điểm bão gió thì nguy cơ mất an toàn còn cao hơn. Hiện nay trong hệ thống cảng biển của chúng ta ấy, thì ở Sài Gòn, Vũng Tàu, Hải Phòng và Quảng Ninh là bốn cái khu vực cảng trọng điểm, và có ở mỗi một khu vực có một số vài tàu là neo đậu, và trong đó thì không đảm bảo cái điều kiện an toàn. Thực ra cái ở đây ấy, thì những cái tàu này hiện nay đang neo đậu là chúng tôi đã, các cảng vụ đã cho neo đậu ra khỏi cái ảnh hưởng, không làm sao mà không ảnh hưởng đến cái hoạt động chung của cái hệ thống cảng biển. Bởi vì như các anh chị cũng biết là cảng thì vẫn đang phải hoạt động 24/24, và các tàu hiện nay thì vẫn đang ra vào cảng. Thế cho nên là những cái con tàu này hiện nay đang neo đậu nằm cách xa luồng, và những cái ảnh hưởng trước mắt đến hoạt động hàng hải là không có. Tuy nhiên thì những con tàu này đúng là có tiềm ẩn một số nguy cơ gây mất an toàn cao. Không chỉ dừng lại ở vấn đề an toàn hàng hải, mà một con tàu lớn nằm chết dí tại vùng biển sẽ không tránh khỏi nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và cảnh quan trong khu vực. Từ khi neo đậu cách đây 7 tháng, những vệt dầu loang quanh con tàu Green Sea xuất hiện ngày càng nhiều, đe dọa môi trường biển khu vực Hornet. Nhưng mà nằm ở đây mà nguy cơ là rất là lớn, bởi vì nếu nằm ngay giữa luồng này mà các tàu khác nó mà đâm vào ấy, thì
dầu mỡ với lại ở con tàu này nó sẽ chảy lênh láng ra cái khu vực này và làm ảnh hưởng đến môi trường rất là lớn. Theo nhiều chuyên gia hàng hải, khi không còn khả năng cảnh báo an toàn, không còn hoạt động bình thường, thì con tàu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết. Đối với những con tàu như chị nói thì chắc chắn là những cái trong rất nhiều thời gian nằm như vậy đã không được bảo dưỡng, không được sửa chữa, không được cấp mới, thì cái tình trạng phương tiện cứu sinh và cứu hỏa tôi nghĩ là đang ở tình trạng rất kém. Như vậy thì cái điều kiện đảm bảo an toàn cho thuyền viên cũng như là phục vụ công tác tìm kiếm nạn là hết sức khó khăn. Gần như toàn bộ thân tàu Greensy được bao bọc bởi một lớp rỉ sét như thế này. Đã khoảng gần 7 tháng nay con tàu này neo đậu tại khu vực Hòn Nét. Cũng khoảng chừng đó thời gian thì nó giống như một tảng sắt nổi và không hề hoạt động. Câu chuyện không chỉ liên quan đến vấn đề về an toàn hàng hải mà còn khoảng chục thuyền viên đang có nhiệm vụ trông giữ con tàu này cũng đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn đủ mọi thứ. Mỗi trận mưa, nước lênh láng khắp mặt boong và được chảy vào một thùng chứa dưới thân tàu. Đó cũng là nước sinh hoạt của gần chục thuyền viên trên tàu Greensy. Xô nước pha dầu mỡ nhưng vẫn được sử dụng trong vài tháng qua. Chúng tôi ở đây là tầm 7 tháng rồi, là công ty không cấp nước cơ. Mà nước bây giờ là phải dùng nước mưa, mà nước mưa là nó chảy từ hai bên này và vòng quanh này, cả dầu mỡ với nó chảy hết xuống két dưới này. Thế là anh em phải múc nước từ đây ăn, nước rất là bẩn, mất vệ sinh. Nhưng mà công ty nó không cấp cho thì anh em ở đây đành phải ăn nước này thôi. Thực phẩm đã hết, chiếc tủ không còn khả năng chữa lạnh vì không có điện. Để sống cho qua ngày đoạn tháng, các thuyền viên ở đây chỉ còn cách ăn uống dè dặt và tiết kiệm. Món ăn cũng phải được chế biến tăng thêm độ mặn. Đã 7 tháng nay, những thuyền viên thay nhau trông giữ con tàu vẫn phải sống trong điều kiện kham khổ. Chúng tôi ở đây thì không khác gì là trông chùa cả. 7 tháng nay rồi không có một đồng lương nào, mà hiện tại là ở tàu này là có những anh em là nợ đến 1 năm lương mà không có. Với lại tiền ăn công ty mỗi tháng 10 người mà chỉ cho 10 triệu, thì với lại cả tiền đò, tiền ga nữa, thì làm sao mà anh em đủ sinh hoạt được. Cũng nhiều lần kêu cứu lên chủ tàu là công ty vận tải biển Viễn Dương Vinasin Lines. Nhưng cho tới thời điểm này, các thuyền viên trên tàu New Sun vẫn phải sống giật giờ trong tình trạng cơm không có ăn, nước không đủ uống. Mọi thức ăn ở trên bờ mà chuyển vào đây thì không có tủ lạnh, không có gì cả, chỉ có để hỏng được còn cá khô, mua được ít cá khô để mà ăn khô kia nó có mọc mòi dòi nên không có cái đồ gì ăn. Nhưng với những thuyền viên dặn dày sương gió, giờ lại là nỗi khó khăn về miếng cơm manh áo hàng ngày. Đã nhiều lần các thuyền viên kiến nghị lên chủ tàu, nhưng đều vô vọng. Mỗi ngày qua đi, thân tàu bị nước biển ăn mòn, niềm hy vọng của họ cũng dần vơi cạn. Tàu không có điện, không hoạt động, có nghĩa là con tàu chết. Sống không điện đài, không tin tức, trên đống sắt vụn giữa biển thì không khác một cuộc sống mòn. Hiện chưa có thống kê cụ thể được công bố về số tàu biển, số doanh nghiệp vận tải biển trong tình trạng nằm chơi không tiền. Số nợ cho vay đóng tàu của các ngân hàng cũng lại là một bí ẩn vì chưa hề được công bố hoặc chưa được thống kê. Đó là sự mập mờ khá kỳ lạ, nhất là khi các doanh nghiệp đều đồng loạt kêu khó tồn tại vì thiếu hàng. Theo thống kê ban đầu của Cục Hàng hải Việt Nam, hiện có hơn 40 tàu đã neo đậu lâu ngày tại nhiều cảng biển. Trong đó, công ty Vinasin Lines có tới 5 tàu lớn. Hiện, cả nước có khoảng 1.600 tàu biển lớn nhỏ khác nhau. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải, thì hiện có khoảng 50% số tàu biển của chủ tàu Việt Nam đã nằm tại chỗ lâu ngày vì không có hàng hay hoạt động mà không có doanh thu. Đây chỉ là ước tính có thể tin được, bởi căn cứ vào những lời kêu cứu đang ngày càng dày lên
của các thủy thủ đoàn bị bỏ đói trên tàu. Thủy thủ còn như vậy thì trách nhiệm liên đới của chủ tàu với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng đang trôi nổi lãng phí trên biển sẽ còn nặng nề hơn nhiều. Theo đúng quy định của luật pháp thì cái trách nhiệm mà đảm bảo an toàn này là của chủ tàu. Chủ tàu về khi đã là chủ sở hữu của con tàu, khi đưa con tàu vào khai thác thì phải đảm bảo về tuân thủ các điều kiện an toàn theo đúng các quy định của công ước quốc tế cũng như các quy định của pháp luật Việt Nam để làm sao đảm bảo con tàu luôn luôn được an toàn khi nó đang còn nổi trên biển, nói đúng là nổi trên mặt nước. Nhìn những con tàu khổng lồ của Vinasin lênh đênh giữa biển khơi, nắm bất động dọc miền đất nước này mới thấy một sự lãng phí ghê gớm. Tôi cũng nhìn nhận thấy đây là một vấn đề hết sức xót xa cho tiền của người dân. Tuy nhiên thì dưới góc độ tìm kiếm cứu nạn, chúng tôi cũng rất hy vọng là những giải pháp sớm nhất có thể được đưa ra để đưa những con tàu này vào khai thác, đưa những con tàu này vào hoạt động để mà khắc phục được những cái tình trạng lãng phí, tình trạng xuống cấp của phương tiện. Thực ra cũng đấy là cũng là một cách bảo vệ tài sản của dân của chúng ta. Những con tàu tiền tỷ đang nằm phơi sương gió trên biển. Những thuyền viên đói khổ bị bỏ rơi. Theo tính toán của Cục Hàng hải Việt Nam, nếu thanh lý toàn bộ những con tàu ma trên sổ sách thì đem về giá trị khoảng gần 1 tỷ đô la. Nhưng thực tế nếu đem bán, có thu về được 1/10 số tiền đó. Đó là minh chứng bộc lộ những lối làm ăn mờ ám bên trong, làm sáng tỏ thêm ai tham nhũng, ai gây ra lãng phí, ai chịu trách nhiệm khi đặt bút ký những quyết định mua bán đầy tai họa đó. Nhìn những con tàu to lớn, giá hàng trăm tỷ đồng, bị mục nát giữa biển khơi, mới thấy tội của những người sắm ra nó.